À, chào tất cả các bạn, thì hôm nay chúng ta lại được trò chuyện cùng với lại thầy Vũ Quốc Duy xoay quanh cái chủ đề làm thế nào để cho chúng ta có được cái động lực để mà mình ra khởi nghiệp. Thì trong tuần vừa qua Hương có nhận được rất là nhiều câu hỏi, và em có một cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi em á, là tại sao chị lại kinh doanh online thành công, tuy nhiên bên cạnh đó lại còn rất là nhiều bạn rụt rè và e sợ, và bạn nghĩ là bạn không thể kinh doanh. Vậy theo thầy cái nguyên nhân là do đâu ạ? Chúng ta muốn ra khởi nghiệp thì cái điều đầu tiên á, cái kinh doanh online hay kinh doanh offline thì nó cũng là kinh doanh thôi. Có điều là kinh doanh online thì ngày nay chúng ta ứng dụng những cái công cụ trên online, Facebook, Google, YouTube, Zalo, email và SMS rồi đó, các cái kênh diễn đàn, website, lòng vòng nó cũng có bao nhiêu chuyện thôi để chúng ta làm kinh doanh. Thì nó ngược lại hồi kia là chúng ta phải gì chúng ta phải có cửa hàng, chúng ta phải ra chợ, ra hội chợ, chúng ta vào siêu thị, nó cũng na ná, nó tương đương với nhau thôi. Vậy thì tại sao các bạn kinh doanh không được? Cái thứ nhất là chúng ta có cái mặt bằng hay là chúng ta có cái Facebook thì cái đó cũng là cái công cụ thôi. Cái điều đầu tiên các bạn ra kinh doanh là các bạn phải biết về kênh doanh. Kinh doanh chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì, chúng ta cần phải làm gì, người kinh doanh chúng ta cần có những cái hành động gì. Chứ không có phải là lên online là tự nhiên chúng ta kinh doanh được. Các bạn thấy là các bạn đi, để các bạn làm được một môn kế toán thì các bạn phải đi học. Học để các bạn hiểu về công lý kế toán, rồi xong các bạn về các bạn mới làm gì. Các bạn mới sử dụng cái máy laptop này, rồi các bạn có làm kế toán. Thì không phải cái máy laptop này nó giúp cho các bạn làm kế toán, mà do các bạn hiểu kế toán rồi. Cũng kiểu như vậy, khi lên online các bạn sử dụng Facebook để các bạn kinh doanh thì không có phải là cái Facebook đó giúp cho bạn kinh doanh, mà thực sự là bạn đã biết kinh doanh rồi. Cái Facebook chẳng là nó là cái công cụ để giúp cho bạn thực hiện tốt cái điều đó. Tuy nhiên cái bài toán hiện tại á, là phần lớn các bạn đi ra kinh doanh thì các bạn hoàn toàn không có kiến thức về kinh doanh. Bạn đang làm nhân viên văn phòng, có thể là bạn là kế toán, có thể là bạn là thông dịch viên, có thể là bạn đang làm cái anh kỹ sư nội thất gì đó, thiết kế nội thất gì đó, nhưng khi rồi làm chán quá rồi bắt đầu ra làm kinh doanh. Để làm kinh doanh cái thấy người ta lên Facebook kinh doanh, cái mình cũng làm Facebook kinh doanh, cái là thấy là kinh doanh hậu có được. Cái yếu tố thứ nhất là cái yếu tố về cái kiến thức và tư duy của người làm kinh doanh. Yếu tố thứ hai, để ra làm kinh doanh đó thì các bạn cần phải hiểu về sản phẩm của mình, hiểu để làm gì, hiểu để chúng ta lột tả ra được cái sản phẩm của mình để cho người khách hàng thích. Bây giờ ví dụ nói rằng là các bạn đi bán mỹ phẩm, mà các bạn hỏi bán mỹ phẩm cái gì để cho phụ nữ làm đẹp, nhưng mà cái câu hỏi là phụ nữ làm đẹp đó họ làm gì? Các bạn có nhận ra điều này chưa? Vậy thì nếu mà chúng ta cứ đi bán mà chúng ta nói là hãy cố gắng đẹp hơn thì người ta cũng sẽ không có mua. Tùy theo mỗi người, có người hỏi vậy bạn làm đẹp để làm gì, thì có người phụ nữ họ sẽ nói là làm đẹp để em tự tin hơn. Các bạn hiểu ra tự nhiên họ đẹp bởi vì họ muốn họ tự tin hơn, họ muốn ra đường họ tự tin hơn. Rồi có người nói em đẹp để em thành công hơn. Các bạn bây giờ cái người này thì muốn tự tin hơn, nhưng mà cái người này thì muốn thành công hơn. Có người đó là đẹp để làm gì? Em đẹp để em giữ chồng. Mấy cái bà mẹ bị em sửa đó, em đẹp để em giữ chồng. Các bạn có mục tiêu của mỗi người nó khác nhau. Thì cùng là bán một cái sản phẩm mỹ phẩm, tuy nhiên các bạn phải hướng tới một cái yếu tố rằng là cái người khách hàng của chúng ta họ muốn cái gì. Các bạn đi bán cái đó chứ không phải đi bán cái đẹp. Và khi các bạn sử dụng cái kênh online thì phần lớn lắm mọi người chúng ta không có bán những cái insight của khách hàng đó, mà chúng ta lại cứ đi bán sản phẩm, cứ đăng lên Facebook em có sản phẩm makeup làm đẹp đây, sản phẩm em nhập từ Mỹ, nó rất là tốt, nó rất là tuyệt vời. Các bạn cứ tự ca thấy, các bạn cứ xuống rồi đăng lên rồi mua vô không ai mua. Các bạn hiểu ra điều này, cái đó là nó thể hiện các bạn đang thiếu một cái tư duy về marketing, một cái tư duy về insight khách hàng. Rồi trong chiến lược kinh doanh cổ vậy, các bạn không có biết cái cách là làm sao là để khách hàng mua ngay lần đầu tiên, rồi làm sao để khách hàng mua lần hai, lần ba, rồi làm sao để khách hàng họ giới thiệu khách hàng khác cho mình. Toàn bộ đó là những cái kiến thức về mình gọi là những cái kiến thức về kinh doanh căn bản mà một người làm kinh doanh
phải nắm được. Đó. Cái tiếp theo nữa là lý do các bạn kinh doanh không thành công á, là lý do là các bạn xem cái việc kinh doanh là làm việc làm thêm. Các bạn cũng ra điều này chưa? Làm thêm nghĩa là không có sâu sát, nghĩa là đang lên đây ai bán thì được thì kiếm thêm, bán thì thôi. À. Các bạn không có ra một cái kế hoạch mục tiêu rất là rõ ràng là ngày hôm nay mình phải gặp được 10 người và mình phải chốt đơn hàng được ít là 2 người. Và tháng hôm nay chúng ta phải làm được cái đó, nếu mà làm không được là khuya 10 giờ đêm vẫn không về nhà. Các bạn tức là hoàn toàn không có mục tiêu, đăng lên bán được thì tốt, không bán được thì cũng không sao. Có hình dung ra điều này chưa? Thì chừng cuối cùng nó không có, cũng không có đâu về đâu á. Tức là nó rất là nhiều nguyên nhân để chúng ta không có kinh doanh được. Và cuối cùng đó, mình tóm lại một câu đó là nhân vài nè. Cái gì mà chúng ta làm không được hoặc chúng ta làm sai á, nó đều dẫn tới những cái nguyên nhân thứ nhất á, là thiếu kiến thức. Nguyên nhân thứ hai là thiếu kỹ năng. Và nguyên nhân thứ ba là thiếu những cái trải nghiệm. Bây giờ ví dụ các bạn không có kiến thức gì về làm kế toán, các bạn có làm kế toán được không? Chắc chắn là không được. Các bạn không có kiến thức gì về lái xe, các bạn có lái xe được không? Không được. À, thiếu kỹ năng. Khi chúng ta có kiến thức về lái xe rồi thì cái thứ hai là chúng ta phải gì ạ? Phải thực hành cái kỹ năng lái, phải thực hành nó rất là lâu. Các bạn nhận ra điều này à? Rồi xong, chúng ta lái được mà chúng ta vẫn chưa lái giỏi. Chúng ta muốn lái giỏi thì chúng ta phải có trải nghiệm, tức là chúng ta va vấp nhiều nữa. À, nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân mà chúng ta làm không được một cái gì á, thứ nhất là thiếu kiến thức, thứ hai là thiếu gì ạ? Thiếu kỹ năng, thứ ba là thiếu những cái trải nghiệm. Các bạn kinh doanh không được, nó cũng y như vậy. Bạn thiếu kiến thức về kinh doanh, bạn thiếu những kỹ năng trong kinh doanh, và thứ ba là bạn thiếu những cái trải nghiệm, những cái va vấp trong kinh doanh. Vậy làm gì để chúng ta có ba cái đó? Thứ nhất, kiến thức. Chúng ta học rất là nhiều nơi, học nhiều lắm, không phải học một cái là học từ sách, học từ những người làm được, học từ học lơ lớp, tìm những cái ông thầy học, những cái lớp học từ bạn bè. Kỹ năng thì không hơn ai hết, chúng ta phải về chúng ta thực hành. Đó, giỏi học nhiều, nhưng để chúng ta trở thành chuyên gia thì chúng ta phải làm nhiều. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Học nhiều mà không làm nhiều, trở thành người đi cái gì nói cũng được hết mà không có làm được. Nó là để chúng ta có được thành quả trong cuộc sống là chúng ta phải học, rồi xong chúng ta làm hành nhiều. À, rồi cái thứ ba, hành nhiều thì nó có nhiều sai sót. Chắc chắn lúc đầu chúng ta làm là nó có nhiều sai sót, thì mỗi cái sai sót nó giúp cho chúng ta có chút những kinh nghiệm. Mỗi sót cái là kinh nghiệm lái xe này, mới đầu ra lái xe rất là sợ. À, có thể là bị mất đầu, mất xe rồi tụi nó mất, nhưng mà cứ là một lúc nào đó chúng ta sẽ lái hay. À, các bạn ra cái nghiệp kinh doanh online cũng vậy á. Khi chúng ta làm không được, nó đang báo hiệu cho chúng ta chúng ta đang thiếu kiến thức, hay chúng ta đang thiếu kỹ năng, hay chúng ta đang thiếu những cái va chạm, không có gì bố đó hết. Khi chúng ta làm không được, nó đang báo hiệu cho ta một cái dấu hiệu gì đó, và chúng ta phải ngồi lại và thực sự là chúng ta phải chẳng nói ra là chúng ta đang bị cái gì lên, chúng ta bổ sung nó, rồi chúng ta lại ra thực hành tiếp. Không nghĩa là nó được đi, nó lại bị khác. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Tức là suốt cái hành trình kinh doanh cũng vậy, mà không phải hành trình cuộc sống này, nó không gặp vấn đề này thì nó lại gặp vấn đề khác, và nó lại gặp vấn đề khác, rồi chúng ta cứ liên tục tháo gỡ, và cả cuộc đời vậy đó. Chúng ta phải tháo gỡ miết, chứ đừng cái ra cái nghiệp làm một cái không được, cái bắt đầu sao mà khó quá, chán quá. Bây giờ những người họ làm được hàng ngày họ cũng đang gặp những cái việc đó, nhưng mà họ tuyệt vời hơn các bạn là khó khăn tới thì lại tháo gỡ. Các bạn không có khách hàng thì đi tìm một khách hàng cũng là một khó khăn, nhưng các bạn biết chuyện gì xảy ra là các bạn có tới 30 cái đại lý rồi, thì cái chuyện khó khăn gì các bạn không? Cùng một cái ngày giờ đó mà họ 30 đại lý đó, họ đặt một cái mã hàng đó, hàng đâu cô cấp, các bạn có hiểu không? Tự nhiên hàng đâu cô cấp, 30 đại lý, mỗi đại lý đều đặt hàng đó, hàng đâu cũng gấp, cũng là vấn đề. Mà các bạn nên nhớ ra rằng này, ra kinh doanh đó, mà không khách hàng muốn lấy hàng mà mình không có hàng cung cấp đó, là các bạn biết chuyện gì nó xảy ra không? Khi đó là tội lỗi chết đi. Đã tạo ra sản phẩm mà không có hàng để mà bán cho các bạn, cái đó là một cái mà không thể chấp nhận được của người làm kênh. Đó là đôi khi không dám phát triển nhanh luôn, các bạn hiểu không? Phát triển nhanh là không có hàng, sao cô gặp tôi là cái thằng nó bán nhiều nó bị vấn đề của thằng bán nhiều, cái thằng bán ít nó bị vấn đề của thằng bán đấy. Nhưng mà những người họ thành công thì họ hiểu ra vấn đề đó, họ từ từ họ tháo gỡ, nên không có gì phải vội.
cứ đi follow những người đã thành công, những người làm được thì tự nhiên nó sẽ tốt thôi. Ok chưa? Dạ đúng rồi. Vậy thì em nghĩ là tất cả các bạn khi chúng ta bán hàng thì chúng ta không phải bán sản phẩm mà chúng ta phải bán cái nhu cầu của khách hàng. Đúng rồi. Và các bạn phải luôn luôn rèn luyện cái kiến thức của mình, cái kỹ năng. Và đúng rồi. Quan trọng nhất là phải có cái trải nghiệm thực tế. Đúng rồi. Thì cái điều đó nó mới lại mang lại cho mình những cái kiến thức thực sự đúng. Đúng rồi. Vậy thì theo thầy là những cái bạn mà khởi nghiệp á, chúng ta nên chọn những cái sản phẩm khi mà đã khởi nghiệp thì có rất là nhiều sản phẩm để mà chọn. Tuy nhiên mình nên chọn cái sản phẩm mà trên thị trường nó dễ bán thì nó rất là nhiều cạnh tranh, hay là mình nên chọn những cái sản phẩm độc lạ ít cạnh tranh? Đó là cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn trẻ bây giờ không biết lựa chọn sản phẩm đã khởi nghiệp như thế nào. Cái này là một cái vấp rất là lớn à, thì nó có nhiều trường phái. Có trường phái là luôn luôn kêu bạn là làm lớn làm to ngay từ đầu, khởi hãy nghĩ lớn, hãy nghĩ to, hãy nghĩ cái gì đó. À, cái đó là cái trường phái đó mình không có nói gì sai à, tuy nhiên bạn phải chấp nhận là cái cuộc chơi nó sẽ bị té rất là nhiều, có thể là bạn không bao giờ vượt qua được cái cuộc chơi khởi nghiệp à, tuy nhiên cái trường phái của mình thì lại là khác, là hãy tìm trên thị trường á à, những sản phẩm người ta nào đang bán rất là chạy. Ok, bởi vì sao ạ, cái đó là cái an toàn nhất, người ta đang bán rất là chạy, người ta rất là ngon thì chúng ta có lái lại và chúng ta bán. Chúng ta bán một thời gian, mọi thứ tốt, rồi chúng ta tìm cách biến nó thành của mình. Cái đó là cái cách của mình. Tại sao chúng ta chọn cái cách đó? Và tại sao mình không khuyên các bạn chọn cái cách mà ra một cái gì đó ý tưởng mới, độc lạ? Các bạn biết cái gì mà nó ý tưởng mới, độc lạ là khi mà nó mới là bạn phải, cái công đoạn mà bạn nghĩ ra được cái ý tưởng đó, rồi bạn biến nó thành sản phẩm á, nó mất rất là nhiều thời gian và tiền bạc của bạn. Tuy nhiên ra sản phẩm rồi chưa chắc gì đã bán được. Các bạn mất rất nhiều thời gian, bạn cũng bán chứ không phải là không bán, nhưng mà bạn bán cái giai đoạn đầu á. Ok chưa? Cái giai đoạn đó không gọi là kinh doanh, mà giai đoạn đó gọi là test thị trường. Bạn hình dung chưa? Tức là cái công đoạn nó ra ý tưởng, rồi từ ý tưởng nó biến thành sản phẩm, mất nhiều thời gian, công sức, tài chính. Rồi cái công đoạn nào bắt đầu ra bán cái công đoạn nó chưa gọi là kinh doanh đâu, test thị trường các bạn thấy. Nhiều lúc mất cả năm rồi. Thậm chí cả năm rồi làm chưa được. Chứ cuối cùng thị trường nó phản hồi về sản phẩm này không ok thì các bạn không, hầu như là các bạn mất hết tiền bạc à, và nhiều người lót vào cái ngưỡng đó, nó rủi ro cho bạn quá à. Nên là mình, cái kinh nghiệm của mình thì mình luôn khuyên các bạn làm cái cách ha à, ví dụ thấy bạn Hương Missy đang bán sản phẩm của em là sản phẩm gì? Dạ, của em là phấn nước dưỡng da à, phấn nước dưỡng da và bạn đang làm rất là tốt. Mình ví dụ đi, phấn nước dưỡng da là bạn đang làm rất là tốt thì cái cách rất là đơn giản là bạn tới bạn cứ gặp bạn Hương Missy, ok chưa, bạn kêu là hướng dẫn cho em cái cách để kinh doanh cái nước phấn dưỡng da này, ok chưa. Và bạn tức là cái bạn bỏ ra cái công đoạn gì, bỏ ra công đoạn tìm kiếm ấn tượng, bạn bỏ ra cái công đoạn gì, công đoạn tạo ra sản phẩm, bạn bỏ ra công đoạn gì, test thị trường luôn. Tại thị trường bên bạn Hương, bạn đã làm hết toàn bộ những cái việc đó rồi à, bạn chỉ việc lấy về, bạn chỉ bằng bỏ một cái tiền lấy về và chúng ta tiến hành, chúng ta đề bán, tức là chúng ta tiến hai liền và các bạn bán được cái à, khách hàng nào là các bạn có dòng tiền dư liền bán. Nếu mà một ngày mà bạn bán lên được nhiều đi, 100 hũ đi, 200 hũ đi, thì tự nhiên cái dòng tiền bạn nó dư ra, ok, nó nhiều ra một ngày nào đó thì bạn mới suy nghĩ à, vậy thì. Và trong quá trình các bạn bán, khách hàng họ hay yêu cầu bạn bán cái dưỡng da xong cái họ nói rằng là à, có trị mụn không à, là các bạn có mối quan hệ à, có người khác nào à, có trị nám không à, các bạn khách hàng họ đã dùng tốt rồi thì hỏi đủ thứ đó à, và bắt đầu các bạn đi tìm cái sản phẩm trị mụn hay trị nám đi, lại bán đúng vào cái dòng của họ đó. Các bạn ra thì cái cách này nó làm cho bạn an toàn và à, chúng ta lớn luôn, cứ mỗi khách hàng chúng ta bán được, chúng ta lại có mối quan hệ à, chúng ta lại được học hỏi à, chúng ta lại được rèn luyện cái kỹ năng kinh doanh, mỗi ngày chúng ta mỗi lớn lên. Thì mình hay hướng dẫn mọi người đi theo cái cách đó. Thứ nhất là nó, các bạn không cần phải tiền nhiều. Cái thứ hai á, cái độ rủi ro nó giảm. Cái thứ ba á, các bạn không có mất nhiều thời gian, công sức, trí tuệ. Và cái thứ tư, các bạn thừa hưởng kinh nghiệm từ một cái người đời trước à, cái đó là cái mà mình hay hướng các bạn. Đó là lý do mà mình nói là các bạn hay tìm những cái sản phẩm mở trên thị trường đang có sẵn rồi và chúng ta bán. Dạ, yeah. À, có nghĩa là các bạn hãy làm sao mà đơn giản nhất. Đúng rồi. Và chúng ta có được dòng tiền dư để nuôi sống chúng ta trong đúng cái quá trình khởi nghiệp. Đúng. Rồi sau đó hãy tính đến những cái chuyện gì lớn hơn. Đúng rồi. Dạ, yeah. Cái đó là bước 2, bước 3. Dạ, yeah. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Rồi. Hy vọng là sang tuần sau thầy sẽ có thể dành thời gian để trò chuyện với
với lại tất cả các bạn nhiều hơn về cái vấn đề khởi nghiệp này. Các bạn muốn theo dõi những cái chia sẻ này, còn nhiều câu hỏi ở phía sau đó, thì các bạn nhớ đăng ký, bấm cái nút đăng ký trên YouTube các bạn thôi ạ. Bấm nút đăng ký để lần tuần sau mà post lên đó là tự nhiên nó báo cho bạn biết liền. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.